Cái tuổi canh ngọ nên lại phải tiếp tục di chuyển anh em ạ. Nhưng lần này con canh ngọ này sẽ bay chứ không còn phi nữa. Địa điểm của chuyến đi cảnh lần này là thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái món Texas Chicken. Món này mình cũng 5 tháng rồi chưa ăn. Anh em nhá. Mình vừa hạ cánh thì có cô em Cường chạy qua đón mình và tiếp tục gặp thêm cô em Khoa. Ba anh em lại có dịp ngồi hàn huyên tâm sự, chia sẻ cho nhau về những gì đã xảy ra trong thời gian qua khi mình vắng nhà. Cảnh Sài Gòn, đây là chịu cảnh Sài Gòn anh em ạ. Mai về là mình sẽ vào chế độ standby, chuẩn bị đón chờ một điều mới mẻ. Chuyến đi vào Sài Gòn này là vì tính chất công việc, nhưng mà mình cũng sắp xếp thời gian để có thể gặp lại các anh em bạn bè, ôn lại kỷ niệm ngày xưa mà mình còn ở Sài Gòn. Xem cũ Khoa nó đã khác với ngày trước. Ấy, cái này là ngày trước recommend nó này, phải lắp vào để cho anh ngồi. Có luôn, đợt này về có luôn. Sướng. Phải công nhận là cô em Khoa lắp cái ghế tựa lưng này quá chất lượng luôn. Mình ngồi nó có cái cảm giác khá là chắc chắn, không sợ bị bay. Trước là mình cứ phải ngồi dướn lên đằng trước và ôm chặt lấy nó. Sau 5 tháng về gặp lại cô em thì nhìn cái xe của nó độ các kiểu trên đời. Mỗi lần nó vít ga tăng tốc là mình phải được trải nghiệm cảm giác dí ghê. Bây giờ ngồi edit để video nghe tiếng bô nổ, cái cảm giác sướng lấp râm trong người vẫn còn rộn ràng trong lòng. Rất cảm ơn cô em Khoa đã cho anh trải nghiệm cảm giác di ghế trên con xe tay côn là như thế nào. Anh đã lấy bản thân anh ra làm thí nghiệm rồi, và sự thật là nó như thế. Đây, cái này ngon này, cái này lâu rồi chưa ăn này. Chè dưa dầm. Ăn uống no nê xong thì anh em mình lại tiếp tục đổi cảnh. Cậu cô em Cường có chia sẻ cho mình về trải nghiệm tâm linh của cậu. Cách đây mấy tháng cậu có bắt đầu chăm chỉ tu tập, đọc chú, tụng kinh và thiền. Thì nó xảy ra một cái sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của cậu. Mọi thứ nó đi lên. Về vấn đề này thì mình cũng cảm thấy nó hoàn toàn là hợp lý. Bởi vì cá nhân mình cũng đã thử, đã áp dụng và mình thấy hoàn toàn là như thế. Không chỉ cô em Cường mà các cô em khác của mình đều khuyên các chú nên chăm chỉ tu tập vào, mọi thứ rồi sẽ đi lên. Cây gì mà to thế này. Mình bắt đầu một ngày mới tại Sài Gòn bằng việc dậy sớm gọi hàng cô em dậy đi ăn sáng. Nếu có ai đó hỏi mình thích điểm gì nhất ở Sài Gòn, tại sao mình lại chọn Sài Gòn là nơi sống khi về Việt Nam, thì mình sẽ trả lời ngay lập tức, đó chính là thời tiết. Một cái thời tiết cực kỳ êm ái và chiều lòng người. Sau khi ăn sáng và hỏi thăm tình hình sức khỏe, học hành, cuộc sống của hai anh em thì mình lại bắt đầu đi cảnh. Không gian đi cảnh đầu tiên của mình là quán cà phê dưới chân chung cư nhà mình. Một không gian yên tĩnh và cũng không quá ồn ào cho một ly cà phê buổi sáng. Chiu chiu, tỉnh táo và sảng khoái để bắt đầu một ngày mới với nhiều công việc mới và nhiều niềm vui mới. Cũng lâu lắm rồi mình chưa có cảm giác thả trôi giữa bể bơi và ngước mắt lên ngắm nhìn xung quanh bốn cột bê tông lọt thỏm là bầu trời ở giữa. Mình vừa làm xong ly cà phê thì ông bạn Sơn đạo diễn qua đón mình lại tiếp tục anh em đi cà phê. Địa điểm đi cảnh thứ hai thì anh em không phải chọn lựa nhiều, cứ khu sala thẳng tiến, rộng rãi thoáng mát. Một điểm khá thú vị ở ông bạn Sơn đạo diễn này là nếu dùng bộ môn nhân số học, thần số học tính toán ngày sinh tháng đẻ thì có thể nói là hai anh em mình có từng con số giống đến 99.9% là giống nhau. Khá là thú vị nên là cứ có dịp anh em gặp nhau là hai anh em lại ngồi chia sẻ xem là cái tháng này nó đã xảy ra những cái gì, năm này xảy ra những cái gì và những đặc điểm mốc gì nó sẽ tiếp tục xảy đến với anh em mình. Nó cũng là một cơ hội để mình kiểm tra xem độ chính xác của bộ môn nhân số học. Anh em chuẩn bị đón chờ Jerry trường tập trí chú.
Om Vajradam Ho Ho Hum. Mình chuẩn bị vào khung cảnh thứ 3 trong ngày. Khung cảnh này là khung cảnh liên quan tới công việc và cần sự thuận lợi may mắn. Như một thói quen, trước khi bắt đầu một ngày mới, mình đều tụng kinh trì chú để cầu xin các vị trời Phật phổ độ trì cho mình trong ngày mọi sự thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, tụng kinh trì chú cũng là một cách để mình có thể gia tăng phước báu. Bởi vì chỉ khi mình có nhiều phước báu thì mọi sự trong cuộc sống mới có thể thuận lợi, may mắn. Dạo này mình đang luyện tập trì chú bằng tiếng Phạn anh em ạ. Mình khá thích khi luyện tập đọc những thần chú này. Khi đọc những thần chú này, mình có cảm giác rất là nhập tâm và có một cái uy lực. Mình đang lêu hêu thì ông em Khoa lại qua rủ đi cảnh. Thôi thì lại tiếp tục đi cảnh. Khung cảnh tiếp theo của anh em mình đến là một quán ăn chay tại khu Thảo Điền của ông anh người quen bên Đức. Lý do chính mà mình đến quán này bởi vì quán này có món đuyên kê bắp. Đây là món mà ngày xưa hồi bên Đức mình rất thích ăn khi còn là sinh viên. Bởi vì nó rẻ và nó ngon. Vị của nó là một cái nét đặc trưng cực kỳ quyến rũ. Ở Việt Nam cũng có, tuy nhiên là để so sánh với bên Đức thì không thể nào so sánh được. Quán của ông anh mình thì có làm món này, vị ngon, chuẩn, nét. Tuy nhiên nếu để so sánh với phiên bản gốc của bên Đức thì chỉ đạt được khoảng 90-95% bởi vì nó là đồ ăn chay. Chốt lại, vẫn xin cảm ơn ông anh vì đã mang lại cho em cảm giác thời còn sinh viên. Chúc ông anh ngày càng làm ăn phát đạt và càng lan tỏa được nhiều đồ ăn chay hương vị Đức đến với mọi người.